Chị hỏi anh gì vậy? Anh úp úp mở mở, nói là chuyện tối hôm qua, thì bị chị chặn miệng lại. Chị kêu anh làm ơn đừng có nhắc chuyện tối hôm qua nữa được không? Anh hỏi chị giận anh hả? Chị kêu mắc gì chị phải giận anh? Anh mới kêu chứ sao thái độ của em lạ vậy? Chị kêu cái tánh của chị thái độ như vậy từ trước tới giờ rồi, anh mới kêu chuyện tối hôm qua. Nếu như mà anh có làm cho em giận, thì cho anh xin lỗi nha. Chắc mọi người vẫn chưa biết chuyện tối hôm qua là chuyện gì phải không? Vậy thì chúng ta hãy cùng quay ngược lại quá khứ nè. Đây đây đây, chính là khúc này. Lúc mà ông chú làm lố đang đi tìm chị kính cận với anh dâu quay nón, thì trong lúc hấp tấp ông đã vô tình xô chị hai mái. Sáng hôm sau, lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, thì ông bác có dâu quyền lực mới hỏi anh đẹp trai là anh dâu quay nón đâu. Thì anh đẹp trai mới kêu anh dâu quay nón bảo anh không được khỏe. Ông chú quả chán chữ M mới hỏi nó không khỏe chỗ nào con. Thì anh đẹp trai kêu là ảnh kêu ảnh bị đau bao tử. Cho nên là lát có gì ảnh ăn sau. Chị kính cận với mọi người có vẻ hơi lo lắng. Chỉ có ông chú làm lố thì kêu là trai tráng gì đụng cái bệnh à. Thì ông mới bị ông bác có dâu quyền lực la là cái thằng này nó sắp làm con rể của con rồi đó. Không quan tâm tới nó thì thôi. Còn bày đặt nói xiên nói xỏ nữa. Cô vợ mái ngố mới kêu con gái mình là lát nữa pha miếng nước gừng nóng, bỏ mật ong vô, cho anh dâu quay nón uống. Thì ông chú làm lố mới kêu là không được, để lát nữa anh đẹp trai đem lên. Nam nữ chung phòng không có tiện. Thì ông bác có dâu quyền lực mới kêu tụi nó sắp lấy nhau rồi. Chị kính cận chăm sóc cho anh dâu quay nón thì có gì đâu mà tiện với không tiện. Ông chú làm lố mới kêu chuyện lớn A3. Ông chú quả chán chữ M mới kêu chị hai mái lên xem anh dâu quay nón ra sao. Anh đẹp trai nhìn có vẻ hơi có gì đó gọi là mưu kế. Ảnh đột nhiên kêu cái điện thoại của ảnh đâu rồi. Ảnh nói với gia đình ảnh lên phòng lấy điện thoại xíu. Tới cầu thang thì ảnh kêu chị hai mái lại. Ảnh nói với chị là chị không cần lên đâu. Chị hai mái mới hỏi ủa sao dợ. Thì anh kêu là ảnh muốn tạo không gian riêng cho hai anh chị. Bữa giờ hai người không được gần nhau. Xong chị hai mái mới hỏi vậy là anh dâu quai nón không bị gì hết hả. Xong anh đẹp trai mới gọi điện thoại cho anh dâu quai nón bảo là chị kính cận đang lên rồi đó nha. Anh dâu quay nón ở trong phòng nghe tiếng gõ cửa, vừa mở cửa ra chưa kịp mừng thì nhìn thấy ông chú làm lố. U là trời, làm tôi còn tưởng là chị kính cận với anh dâu quay nón được gặp nhau rồi chứ. Anh dâu quay nón ảm đạm ngồi xuống ghế. Chị hai mái kêu là chị không ngờ là ông chú làm lố lại khó như vậy luôn á. Anh đẹp trai mới kêu thì ba của anh coi trọng mấy chuyện thuần phong mỹ tục lắm. Nếu mà nam nữ chưa kết hôn, không có được gần gũi vậy đâu. Chị hai mái kêu nhưng bây giờ là thời đại nào rồi. Em xin được phép nói thẳng nha, bác như vậy là quá cổ hủ. Anh dâu quay nón vẫn ảm đạm kêu là anh còn tưởng qua đây ở chung sẽ có nhiều thời gian để bên cạnh chị em. Ai có rẻ đâu bây giờ, nhìn mặt nhau còn khó. Đừng có nói chi là hôn một cái. Chị hai mái mới kêu có gì đâu mà khó. Nhìn cái nét này tôi nghĩ là chị lại bày mưu tính kế gì rồi đây. Chị hai mái dẫn anh dâu quay nón xuống bếp. Đó, chị Thanh đó. Anh nói thẳng đi. Là anh nhớ chị. Còn cái chuyện mà anh đau bao tử á, chị là cớ để gặp chị thôi. Anh nói đi. Nhưng mà chị Thanh cũng kỳ nữa. Chị ích kỷ quá. Chị chỉ biết nghĩ cho bản thân chị thôi, không có biết nghĩ đến cảm xúc người ta gì hết trơn á. Còn chị có gì của chị, anh cũng có gì của anh nữa. Anh lúc nào cũng dành thời gian cho chị chứ. Còn chị lúc nào cũng xua đuổi. Sao anh không nói gì đến hai? Ủa cho tôi nói không? Nhảy vô miệng người ta không nói gì. Thôi, anh làm cái gì làm đi. Muốn hôn chị Thanh thì hôn đi. Em canh cho nha. Em kệ nó đi. Nhỏ em của anh nó hơi khùng khùng, nhưng mà nó không có ý gì đâu. Xin lỗi em nha. Em mới là phải xin lỗi anh đó. Em mới thấy là mình ích kỷ, không có nghĩ tới cảm xúc của anh. Anh đâu có giận em đâu. Thương em muốn chết mà sao giận em được. Buông ra. Cái gì vậy? Tôi vắng mặt chút xíu à. Tâm địa đang tối mọc lên hả? Dạ không có đâu bác. Có ôm nhau thiệt nhưng mà tâm địa trong sáng lắm. Tôi đã cảnh báo cậu nhiều lần rồi. Cậu mà còn làm vậy, tôi có cách xử lý cậu. Chiều hôm đó, ông bác có dâu quyền lực gõ cửa phòng của vợ chồng ông chú làm lố. Thì chị hai mái từ trong đi ra. Nên ông bác có dâu quyền lực mới hỏi chị là ủa sao con ở đây. Thì chị kêu tạm thời, thì con sẽ ở phòng này ạ. Ông bác có dâu quyền lực chỉ nói trời đất ơi. Cô vợ mái ngố kêu ba con đúng là kỳ ghê luôn á. Hai đứa lớn rồi, đâu phải còn nhỏ nhích gì đâu. Mà tối ngày cứ canh me, rình rập theo dõi quài. Bên xui ra người ta biết, người ta cười cho. Tối hôm đó, anh đẹp trai đang ở trong phòng. Thì chị hai mái mới qua phòng anh để tìm anh dâu quay nón. Anh đẹp trai hỏi chị tìm anh dâu quay nón để làm gì.
thì chị kêu chị tính mượn cái USB. Khi nào anh về kêu anh qua phòng em nha. Anh đẹp trai mới kêu USB hở, xài của anh đỡ đi. Chị kêu thôi em không có cần gấp đâu. Chị mới hỏi anh biết anh hai của chị đi đâu không, thì anh mới kêu anh dâu quay nón đang tìm cách để bên cạnh chị kính cận. Chị hai mái kêu yêu đương gì mà khổ quá dậy trời. Anh kêu thì tại ba của anh cứ đi theo hai người quay à, nên khó lắm. Anh hỏi chị muốn phụ ảnh, giúp cho hai người đó ở bên cạnh nhau không. Chị mới kêu là muốn, bằng cách nào, anh chỉ, rồi kêu hai đứa mình hôn nhau. Ba. Gì nữa mày? Đâu hả? Con đi vận động cơ thể. Trời ơi, nó dở quá ha. Chứ tối ngày ngồi bị tính hoài là mệt lắm á. Dạ. Đi tập đi con. Dạ. Con đi tập ba. Gì vậy? Mắt con sao vậy? Mắt con đau hay gì vậy? Dạ, con tập cái bài quyền gì mà nó chiều con mắt khó chịu quá. À. Dạ, hết rồi. Ồ, bác. Hai này làm gì mà đứng gần nhau dữ vậy bác? À, tụi nó tập thể dục mà. Không có đâu. Tụi này con nghi là ở lâu nảy sinh tình cảm rồi nè. Bậy bạ. Hai đứa này giống như là chó với mèo á. Gặp nhau là cứ gây lộn, làm sao mà nảy sinh tình cảm. Với lại Tú nó mới lớn nữa. Con cứ nói gì không à. Ồ, vậy là bác tin tưởng Tú lắm hả? Ừ. Bác nhìn kìa. Nó làm gì vậy con? Dạ, cái này trên phim là người ta nói hôn nhau á, ngoài không biết phải không. Ê, cái gì kỳ vậy? Hai đứa con làm gì vậy? Đâu làm gì đâu ba. Đứa con tập thể dục thôi. Ủa, tập thể dục thôi hả? Dạ. Không có làm gì hết hả? Dạ không. Chứ ba tưởng thằng ấy nó nói tụi con ấy ba sợ. Ừ. Đâu có gì hả mày? Ủa? Minh ơi. Minh. U là trời thì ra kế của anh đẹp trai là như vậy. Chắc là để giải cứu anh dâu quai nón đây mà. Chị hai mái kêu công nhận anh cũng giỏi quá ta. Qua được mặt bác không phải là chuyện dễ đâu. Anh kêu này dùng độc trị độc mà. Nếu như không dùng chiêu trò thì còn lâu mới qua được mặt ba của anh. Chị kêu hên thôi, nhờ có sự diễn xuất của chị. Trong lúc hai người đứng nói chuyện thì ông chú làm lố đang đi tìm anh dâu quai nón và chị hai mái. Ông kêu ông tìm nãy giờ, sân thượng vô bếp ông cũng không thấy. Chị hai mái mới kêu ông bình tĩnh đi, thì ông hấp tấp đi tìm hai người quá nên ông đẩy chị hai mái ra luôn. Sáng hôm sau chị hai mái đang đi lên lầu thì anh đẹp trai đi xuống. Chị hỏi anh gì vậy? Anh úp úp mở, nói là chuyện tối hôm qua thì bị chị chặn miệng lại. Chị kêu anh làm ơn đừng có nhắc chuyện tối hôm qua nữa được không? Anh hỏi chị giận anh hả? Chị kêu mắc gì chị phải giận anh. Anh mới kêu chứ sao thái độ của em lạ vậy. Chị kêu cái tánh của chị thái độ như vậy từ trước tới giờ rồi. Anh mới kêu chuyện tối hôm qua. Nếu như mà anh có làm cho em giận thì cho anh xin lỗi nha. Chắc mọi người vẫn chưa biết chuyện tối hôm qua là chuyện gì phải không? Vậy thì chúng ta hãy cùng quay ngược lại quá khứ nè. Đây, chính là khúc này. Lúc mà ông chú làm lố đang đi tìm chị kính cận với anh dâu quai nón, thì trong lúc hấp tấp ông đã vô tình xô chị hai mái. Không biết xui hay hên mà chị hai mái té vô người anh đẹp trai. Xong hai người phanh xích lô nhau luôn. Đó chuyện là như vậy đó mấy bác. Chị mới kêu chị biết rồi, anh coi như đó là tai nạn thôi nha. Em xin anh luôn đó, anh đừng có nhắc lại nữa nha. Em xin anh luôn đó. Đấy xong ông bác có dâu quyền lực đi xuống ổng kêu xin gì vậy con? Nói đi, ông kêu nó cho. Hai anh chị giật mình, chị kêu dạ không có gì đâu ông. Xin phép con đi trước ạ. Xong chị chạy lên phòng luôn. Trong lúc gia đình chuẩn bị ăn cơm chiều, thì ông chú quả chán chữ M mới hỏi anh dâu quai nón là anh đẹp trai với chị hai mái đầu chưa thấy xuống. Thì anh quai nón kêu là anh đẹp trai nói ảnh bận công chuyện, lát ảnh xuống sau. Còn chị kính cận thì kêu nãy chỉ cũng thấy chị hai mái xuống trước chỉ mà. Tụi nó đi đâu vậy ta? Cô vợ mái ngố bưng đồ ăn ra, cổ kêu là cổ thấy hai đứa hôm nay kỳ kỳ nha. Ông bác có dâu quyền lực mới kêu con thấy hai đứa nó kỳ cái gì. Thì cô vợ mái ngố mới kể là anh xin lỗi chuyện tối qua nha. Xin lỗi chuyện gì vậy con? Xin lỗi gì vậy? Không có gì đâu mẹ. Này. Dạ. Nó xin lỗi còn chuyện gì vậy? Bữa tối hôm qua hai đứa có chuyện hả? Dạ con rửa chén xong rồi. Con xin phép lên phòng nha mấy.
Tối hôm qua tụi nó có chuyện gì mà xin lỗi vậy ta? Xong ông bác có dâu quyền lực mới vỗ đùi rồi kêu là ba nhớ rồi. Chị hai mái xin anh đẹp trai cái gì đó mà anh đẹp trai không chịu cho. Thành thử nó giận đó. Em biết rồi, anh coi như đó là tai nạn thôi nha. Em xin anh luôn đó, anh đừng nhắc lại nữa nha. Em xin anh luôn đó, nha. Xin gì con? Nói đi, ông kêu nó cho. Dạ không có gì đâu, xin phép con đi trước ạ. Ông kêu ông nghe vậy đó. Xong ông chú quả chán chữ M cũng thắc mắc chị hai mái xin cái gì mà anh đẹp trai không cho. Thì chú làm lố mới kêu à. Con nhớ rồi. Chị hai mái thích cái này quan trọng lắm. Cái này là niềm vui. À là sở thích của nó. Tại anh muốn em cười lên cho vui vẻ thoải mái thôi mà. Sao vậy? Cười đi. Cười mới vui chứ. Chắc là anh biết sở thích của tôi là cái gì rồi đúng không? Ok. Ủa, bà? Nhỏ thích gì trời? Trời ơi, hơi nhức đầu rồi á. Gì mà có nhiều luồng thông tin dữ vậy nè. Nhưng thông tin của tôi là chính xác nhất đó mấy bác. Do người nhà chưa biết nên cứ đoán giả đoán non như vậy. Xong chú sáng chói mới tham gia vô câu chuyện. Suy luận câu chuyện này như thế này. Cái gì mày? Anh làm ơn chịu tuột của anh một cái thôi được không? Trời, em ghiền lắm luôn rồi đó. Anh tú chỉ một lần thôi. Em tuột một lần nữa anh tú. Em tuột chỉ một lần thôi, em ghiền quá mà anh. Thôi. Trời đất ơi, tôi ghiền tuột quần mà sao ba cho tôi tuột quần hết vậy? Ông chú quả chán chữ M mới kêu bậy bạ. Nói sao chứ? Trời ơi, cháu tôi nó đâu có điên khùng như vậy. Chú sáng chói mới kêu trời ơi, con nghe rõ ràng rồi con suy nghĩ vậy thôi. Bác nghĩ con sao? Con nghe được sao là con nói lại vậy à? Chị kính cận kêu tất cả đều sai. Câu chuyện phải là như thế này. Được. Thật sự á, cái chuyện tối hôm qua á là anh không có cố ý. Tất cả là chỉ theo quán tính thôi. Anh thấy té thì anh lấy tay anh đỡ vậy thôi, chứ anh thật sự anh không có ý gì hết. Chẳng thà là anh để tôi té sấp mặt luôn đi. Chứ tự nhiên ai mượn anh đỡ tôi chi? Rồi đứa về tôi bắt mệt đây nè. Ủa, có chuyện gì mà ai té ai đỡ vậy? Dạ không có gì đâu chị Thanh. Hai đứa này nó có chuyện gì vậy ta? Là như vậy đó. Ông chú quả chán chữ em mở vỗ đùi kêu hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Có nghĩa là chị hai mái vấp té mà anh đẹp trai không đỡ, thì con nhỏ mất trớn nên nó mới nắm cái quần rồi tụt cái quần anh đẹp trai. Có vậy thôi mà. Hai chồng bay đó, gặp nó là không có nói gì hết phải không? Tao nói nhất á là vợ ông bảo đó. Ôi, bà làm như con nhiều chuyện dữ lắm. Thì tao dẫn trước vậy đó. Đây nè, cả nhà mình á, gặp nó đó, mình cứ tự nhiên bình thường, mình coi như mình không biết cái gì chân á. Dạ, biết tự không? Nhiên bình thường. Tự nhiên bình thường. Dạ. Vừa nói chuyện xong thì hai anh chị đi xuống. Muốn biết câu chuyện của hai anh chị có bại lộ hay không thì mọi người tìm phim Xui Gia hay Xui Gia tập 10 xem tiếp nha.